ជួនដល់តាក់ឡឹបថ្មីណា Empire ដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសបាទសម្ពោធជំនឿការដើម្បីផ្ដល់ជូនអភិសវារីជូនដល់បឹកបន្ទួយឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកសិង្ហាដែលតែងតែចូលចិត្តបាទនៅការកំសាន្តអារម្មណ៍នៅភាសាសវារីជាពិសេសបាទអ្វីដែល
và mà sợ bài chất ở vậy này và trong sợ bài công lịch em hỏi ở và ở cơ trang này là đi mà xong cơ đồng chơi vốt tập biên rồi bỏ và ở kết đi chút và rồi bỏ em hỏi ở và xong cơ đồng chơi lâu mà sẽ thấy rộng tiền ở kết đi cá và nền miếng đá nà rộng tiền ai đó hôn chiến và xong cơ đồng chơi. Bà xong rồi chứ. Không lại. Bà xong rồi đấy, ông xa tôi lăng lăng ngôi mà. Bài lại bây giờ, bài lại bây giờ. Thế xưa. Anh ấy mong muốn người dùng dương nên cao thi cứ xác sở bằng cái này là mấy trái top từ nâng ai đọc được dùng tiêu mà họ luôn sẽ nhá đại trực tiêu vô tới này dương minh quan tầm biên và ở riêng chụp bóng sân lập bác đang tương tại bóng chân áo chút được ngay đi cứ xong rồi chơi bạn nên nên chọn chân lên cả ná cùng tiền và lúc hẹn bạn bắt đầu chia cùng rõm ca chôn và ông rõm mang sinh thay cùng tiền xong rồi chơi bạn hay ai đi ơi ta đấy ta đấy ta đấy bạn chơi bạn bốn anh dương bạn sao không bạn chơi một cặp đôi đó bạn chơi nghe niềng trong chân lên đá chân tiền bóng rồi bạn đi bóng bạn luôn chơi ai này bạn kém rồi trò chơi bắn cá đồng bầy học sa tốt ngày vị trí và sở hữu chiếc lơ cá rồng bóng và lớp em thầy ở và hay để lên trong chân này tương tài ở một trang trọng từ chiếc vật thiên sở bán công sân lập bạc và thưa sĩ và ông Osato về tên ngay vì sếp này và xung rồi chơi mà xung rồi chơi mà cả bóng 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 và chúng mình chú thác ngay đi cứ chỉ ngay sốc và ngay sốc tìm phạm bi khai phạm bi cho nam bi con nằm phạm bi hai có miên cá bác ra sầm bán trầm trầm luôn phạm bi đo phong này và hai phép không anh cho anh cho lên một cái này nè 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 cái tá bảo mình phép cái bát phép mà anh cho tự anh con phải chứ tao bị cắt và là đi dân bên cá bác xa sầm bán đồng bây dân chắc chôn bác cá ở đâu chôn ác kết định cá nâng kết dụng và lúc mang dịch thay phong đèn này đến tầng ná đại chương mặt chắc lập và em hơi nhớ phong đèn OCA lập đồng hồn tăng tài sở bán đi đi chỉ có ngay như đó hai phong đèn ông cơ sắp ra bác tự nhiên đồng hồn đèn chôn chắc lên cả ná phong đèn bộ bộ lúc hình và xong đo kết dụng và biết gì mà cơ đang làm miên hôn thôi và những miên sa sầm bánh chân bạc như thì vô và đại miên bạc cài sa sông sông trên và lương từ học viên là bao nhiêu học bò sa tô ngày nay cứ dịch ngày sống hốt bao nhiêu lương cao để bò lớp em hay là bạn và tổng viên quân tổng viên đọc phung phung vì anh đọc không chiên ngày nay để bằng bao nhiêu vô các sai ô hay mà cho luôn từ lớp em bây giờ còn lại và bài lại chưa à lần đi bạc sông bà phi người yêu đam mê ca sôm lớp bà từ học nia bà lớp xe bà sôm lớp từ học nia bà chiết không phải cho nhau anh đâm bố mày cho chân cái bà dừng chạm bàn cái bà cho khó bao cho khó từ quát đúng đúng vậy đúng vậy mọi cái thằng của anh em phải thôi và hai con nữa bạn hai con nữ bạn kia từ lúc đầu tiên đón lắm và còn nữ ơi cạnh mình bạn bè cạnh mình cạnh lại ai cái và dương miên pro chung và xa sân bay chung lắm nhưng người dùng hôm nay đó chung lên bằng ca mà đẹp và bản thân chúng tôi những chai là có thế thì nhưng người dùng chưa ra được tên những chai chung lắm và dừng chạy tại chôn ra sân bay chôn đập đi về du sẽ làm cho lòng lá và nhiều đường hát và bán nhiều đường hát và bàn chớ người ta và sông lên cái bọc đi và chia bò chia bà phải nói đó bà à lên bà sông lên và chui lưng ca và sông rồi một chơi và cái này vô nâng khi này vô và sông rồi một chơi lưng ca và chơi được không nghe mà lưng mua mà lưng được không nghe mà và ông con sao tao mua mà cái này cái cái bác sống hốt cái lưng ca đó bác và em bây giờ cái gì phẩm pi cái phẩm pi làm pi còn làm phẩm pi bác chúng mình sang sập bàn chúng muốn và phẩm pi đó
បាទជូនពរឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យជាពិសេសគឺយកការតែគ្រប់គ្រងខាងទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណវត្តមានរបស់បាទដែលមានចောက်ចាត់លក្ខណៈព្រមទាំងបងប្រុសរីដងរបស់គ្នាបាទយើងមានសំណួរចុងក្រោយមុនដែលយើងបិទកម្មវិធីយើងយើងសូមឲ្យបាទអគ្គនាយកបាទអសិក្លឹបអលព្រមទាំង Empire បាទមានសំណួរមួយសំណួរចង់ឲ្យបាទផ្លាយសំណួរចុងក្រោយបាទបាទឥឡូវនេះសូមផ្ដល់វត្តមានរបស់បងប្រុសផៅសេខៃសុំគិញខាងក្រុមបាទអរគុណដល់នាយកកាណាដែរអរគុណណាសំណួរតាមសួរទៅលោកម៉ៅសេខៃថាមុនពេលអត់មានការកាត់ទេសំណួរក៏ដាក់ឲ្យខ្ញុំចောက်ក៏ដាក់ឲ្យខ្ញុំសួរថាចង់សួរទៅលោកម៉ៅសេខៃថាមូលហេតុអ្វីបានជាបើកក្លឹបបាទអេមផាយមួយទៀតស្របពេលដែលលោកកំពុងតែមានក្លឹបដែលល្បីល្បាញនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺក្លឹប RCA តាមូលហេតុអ្វីបាទសូមជួយឆ្លើយបាទបាទខ្ញុំសូមសួរទៅប្រកែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងមួយសំណួរឯងខ្ញុំចង់បានពីគាត់តែជាចំណោទពិតរបស់គាត់មូលហេតុអីតែគាត់បើក្លឹបតូចធំមួយទៀតជាង OCA ដោយរងអី OCA មានភៀវគាត់គាំទ្រគាត់ចង់ទៅលេងហើយតែមូលហេតុអីតែគាត់ចង់បើក្លឹបមួយទៀតសូមនិយាយបងសូមគោរពយើងមានកម្មវិធីពិសេសរបស់ក្លឹប Empire យើងមានការ discount សម្រាប់ភ្ញៀវយុវចំនួន 30% បាទចិត្តថ្ងៃ7/2/2017អរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់ Adam Lutiel អស់លោកសេចក្ដីញាណដែលជាភ្ញៀវដែលតាមវត្តមានថ្ងៃបាសកលជាផ្លូវការរបស់ក្លឹប Empire ជូនពរឲ្យទទួលបាននៅស្នាមអរបាទសុខភាពជាពិសេស complete control ជាមួយនឹងក្លឹប Empire ព្រមទាំង CA ក្លឹបអរគុណច្រើនជាបន្តទៅទីនេះយើងជួបជាមួយនឹងបាទ DJ ដ៏ស្រស់ស្អាត DJ លាវនីព្រមទាំង DJ MC Step សូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នា